Anh xin thề, anh sẽ không bao giờ làm em đau khổ nữa đâu. Trang à, em hãy nhớ lại đi. Trang à, em hãy nhớ lại đi. Những ngày đầu khi em mới đặt chân lên đất Sài Gòn, nếu như không có anh bảo vệ và che chở cho em, thì liệu em có sống nổi không? Anh biết là anh còn nhiều tật xấu lắm, nhưng mà anh thật lòng thương em. Anh thương em lắm. Những ngày qua không có em, anh đã tự xét lại bản thân mình. Anh hối hận lắm. Anh thấy mình thật là tệ. Chỉ vì một chút nông nổi mà anh đã có lỗi với em, cư xử không phải với em. Trang à, anh xin lỗi em. Cho anh thêm cơ hội nữa đi. Anh thề anh không bao giờ lặp lại những lỗi lầm cũ nữa đâu. Anh có nói thiệt không? Anh đứng giữa trời đất, anh thề. Anh mà có nói, em tha lỗi cho anh rồi hả? Anh mừng quá. Trang à, bây giờ em hãy theo anh mau lên Sài Gòn đi, hả? Em theo anh lên Sài Gòn, rồi anh bắt em đứng đường nữa hả? Không, không bao giờ, không bao giờ có điều đó nữa đâu. Bây giờ anh đã biết là em là người phụ nữ quý giá với cuộc đời anh như thế nào. Anh không bao giờ để cho bất cứ thằng đàn ông nào đụng chạm với người em nữa đâu. Chỉ có điều là em phải ráng chịu khó sống khổ với anh. Ba của anh đã chính thức từ bỏ anh rồi. Trời, em đi rồi anh hối hận, anh buồn khổ. Anh quay về anh quỳ trước mặt ba má của anh. Anh xin hai người cho phép anh được chính thức cưới em. Ba anh nổi giận, thẳng thừng tuyên bố cắt đứt tình cha con với anh. Nhưng mà không sao, chỉ cần mình được sống bên nhau là hạnh phúc rồi. Anh hứa, anh sẽ chí thú mà làm ăn, làm thuê, làm mướn, làm cái gì cũng được hết. Anh sẽ không để cho em đói nữa đâu, anh thề đó. Em không sống nổi trong cảnh đó nữa đâu. Em nói vậy là em không muốn trở về bên anh sao Trang? Anh thương em mà. Bây giờ em muốn anh làm bất cứ điều gì anh cũng nghe theo lời của em hết. Dù em rất hận anh, nhưng em nói thiệt, những ngày sống xa anh, em cô đơn buồn tủi lắm. Em sẽ quay lại với anh. Nhưng mà nhưng mà sao em? Em muốn trước mắt chúng ta sẽ giấu kín mối quan hệ này. Được, bây giờ em muốn bất cứ điều gì em cũng làm theo hết. Chị nghe mọi người nói bụng bầu thấp mà tròn vậy là chắc chắn là sanh con trai rồi. Lỡ như em không sanh được con trai thì sao hả chị? Thì có sao đâu em. Anh Lâm cũng không có quan trọng chuyện trai gái. Em nói vậy phải không mình? Hai mình nói gì mà nhắc tới tôi vậy? Em nói mình không quan trọng chuyện con trai hay con gái. Tôi chỉ cần hai mình mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông là tôi hạnh phúc lắm rồi. Em Thảo đừng quá quan trọng chuyện là trai hay gái. Nhưng mà em được như ngày hôm nay không phải là gì. Thì đúng là vì cần có đứa con trai nối dõi nên anh chị mới đón em về. Nhưng em đừng nặng lòng chuyện sanh con trai hay con gái. Em còn trẻ, còn khỏe, cơ hội còn nhiều, thì có gì mà phải lo chứ. Căn bản là hơn một năm qua,
gia đình này thật sự vui vẻ và hạnh phúc là đủ rồi. Em nói vậy phải không Minh? Mình nói rất phải. Hồi mới cưới em Thảo, tôi rất lo lắng, sợ cảnh gia đình lục đục, vợ một vợ hai hiềm khích lẫn nhau. Sống cảnh đó thì dẫu có con trai tôi cũng chẳng ham. Nhưng nhờ sự bao dung độ lượng của mình, gia đình chúng ta trong ấm ngoài êm. Thiệt lòng tôi biết ơn hết sức. Mình đừng có khen em quá. Em chẳng qua cũng chỉ là đàn bà, làm sao tránh khỏi sự hẹp hòi ích kỷ. Nhưng nhờ em Thảo luôn nhún nhường khiêm hạnh, cũng nhờ mình không bên nặng bên nhẹ mà gia đạo nhà ta mới được như vậy. Tôi thấy tôi rất may mắn vì có mình với em Thảo ở bên. Một người bao dung, một người hiền lành, luôn biết trên biết dưới. Vậy là tôi đủ mãn nguyện rồi. Em Thảo đừng vì chuyện sanh con trai con gái mà buồn phiền nữa ha. Dạ, anh chị dạy sao thì em nghe vậy. Em Thảo. Thôi, hai đó nha. Lóng rài em thấy hai vui lắm. Có chuyện gì kể em nghe với. Hai đâu có chuyện gì đâu. Đừng có gạt em. Bộ trong làng này có ai để ý hai hả? Mày tưởng mấy thằng con trai trong làng này xứng với tao sao? Còn lâu á. Dạ, bà chủ. Chị, tôi đi từ ngoài, nghe hình như là có ai để ý chị Trang hả? Dạ đâu có ai đâu bà, tôi mời bà ngồi. Chị Trang có ưng bụng ai thì đừng ngại nói ra, vì vợ chồng tôi sẽ đứng ra lo hết mọi chuyện. Cảm ơn bà nhiều lắm, nhưng mà tôi không có quen ai hết á. Vậy mà tôi cũng có ý nghĩ giống như em Thảo. Tại vì độ này thấy chị vui vẻ dữ lắm ngàn. Bà biết sao không? Em Thảo sắp tới ngày sanh nở rồi. Tôi cứ nghĩ lúc cô hai Ngọc Thủy dắt em trai của mình đi dạo, tôi vui mừng khôn xiết. Tôi cũng mong ngày đó lắm. Thấy em Thảo khỏe mạnh là tôi cảm ơn chị nhiều. Từ giờ tới lúc em Thảo sanh, vợ chồng tôi còn phải nhờ cậy chị nhiều lắm. Em Thảo là em ruột của tôi, bổn phận phải chăm sóc cho em của mình là tôi phải làm mà. Bà đừng cảm ơn tôi phải cảm ơn ông bà mới phải chứ. Thấy chị em mình hòa thuận như vậy, ba má trên trời chắc là vui lắm. Chị Trang ráng chịu cực chăm sóc cho em Thảo một thời gian nữa, chờ em sanh đẻ cứng cáp rồi tôi sẽ nói với ông nhà tôi coi trong làng có ai siêng năng tháo vát để mai mối cho chị nghe. Cảm ơn bà. Tới đây. Lại biểu ơi, để tôi cụng ly với con trai của tôi một cái coi. Tiếc con mình cụng ly một cái nha. À,
Hey, chị Hữu của tía ơi, tía mong con quá trời quá đất luôn à. Ông nói ông mong con mà không biết thương vợ thương con gì hết. Bụng dạ tôi cỡ này rồi mà còn phải ra ngoài ruộng khum lưng nguyên ngày ngoại. Còn ông thảnh thơi ngồi rượu chè vậy đây. Bậy bạ hết sức à. Bởi người ta nói đàn bà nông cạn không sai chút nào. Tôi là vì thương vợ thương con mới để bà đi mận vậy. Là sao? Đợi bà chữa càng lâu ngày thì càng phải làm càng động chân động tay thì mới mốt đẻ nó mới dễ. Hồi xưa bà già tôi á, đẻ tôi rớt ở ngoài ruộng luôn. Ông già tôi đập chai lấy cái miếng sạch cắt rúng tôi. Tới giờ tôi vẫn xong phay phay có bị gì không? Bậy bà không. Ông nói vậy là tôi chịu thua ông rồi. Mà chắc tại ông được cắt rúng bằng miễn sành chay rượu đó, nên bây giờ mới vậy nè. Đó. Bà nói vậy là sao? Ê, ai cho bà vô? Bà phải ngồi đây chứ. Ngồi đây để tía con tôi uống rượu rồi hủ hỷ với nhau chứ. Tôi đói bụng dữ lắm rồi, tôi phải vô bới một tô cơm nguội tôi ăn đã, rồi tôi ra. Ủa chết cha, đói hả? Ờ, vậy nhớ ra liền á. Ra liền nhanh nha con. Đúng rồi, đàn bà nông cạn hết sức. Anh sống một mình ở trên đó, anh với em nhiều lắm. Nhiều lúc anh muốn năn nỉ em về với anh, nhưng mà anh nghĩ lại, anh chưa thể lo cho em được sung sướng, vui vẻ, cho nên đành phải chịu cảnh vụng trộm này. Ở đây em sung sướng tấm thân thiệt, nhưng vui vẻ thì không đâu. Sao kỳ vậy? Bộ con Thảo nó đối xử không tốt với em hả? Còn mấy người kia thì sao? Họ có đối xử tốt với em không? Tuy là được ăn ngon mặc đẹp, nhưng em có khác gì con sen trong nhà họ đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, con Thảo nó đối xử tốt với em lắm, nhưng mà lúc nào em cũng phải nịnh bợ, quỵ lụy nó để lấy lòng mọi người ở trong nhà. Mà nó thì có hơn gì em đâu. Cô Thảo này thiệt là tệ. Đáng lẽ nó phải làm sao để cho mọi người nể trọng em chứ. Bộ nó quên ba má em là người nuôi dưỡng nó hay sao? Đáng lẽ nó phải bù đắp trăm ngàn lần cho em kìa, trong khi nó ăn trên người trước. Em phải chịu thiệt thòi như vậy sao? Bởi vì mới nói ông trời thì là bất công. Ủa, vậy sao em không bắt buộc nó đền trả cho em? Bộ em có cách hả? Nó bây giờ là vợ của người đàn ông giàu nhất cái xứ này. Cai tuần, hương quản, hội đồng cũng đều là thân thiết với chồng nó. Họ có chức có quyền, nhưng mà khi cần tiền để làm cái gì phải đều nhờ chồng nó giúp. Quan hệ của họ là vậy đó. Anh biểu em phải làm sao? Em nói thiệt, bây giờ chỉ cần nó ra lệnh một tiếng là cái mạng của em cũng mất nữa đó. Ờ, em nói cũng đúng. Họ vừa có thế lực, vừa có tiền bạc, nhưng mà không lẽ vì vậy mà em cam tâm? Nói thiệt, có nhiều lần em muốn giết nó luôn á. Hoặc là em làm cho nó sảy thai, nó không đẻ được. Làm như vậy nó sẽ bị hất hủi, vậy mới thỏa mãn được mối hận trong lòng. Nhưng mà bù lại là cuộc sống sung sướng của em sẽ chấm dứt. Cho nên cuối cùng em phải chọn cách nhịn nhục, chờ nó sinh con. Tỷ dụ mà nó sinh con trai là chắc chắn gia tài sẽ thuộc về mẹ con nó. Tới chừng đó em sẽ xin nó một số vốn, rồi vợ chồng mình lập nghiệp. Em tin vậy nghe cũng được đó. Nhưng mà anh thấy sống vậy thì thiệt thòi cho em quá. Cứ nghĩ tới cái bộ dạng đắc ý của nó mỗi khi ban phát cho em là anh tức không chịu nổi. Không chịu nổi thì cũng phải ráng mà chịu thôi.
Ngoài cách đó thì làm gì được nữa? Có hết. Chỉ cần em muốn, anh sẽ nghĩ ra thật là nhiều cách cho em. Anh có cách thiệt hả? Thôi được rồi, hai nghỉ tay đi. Có sao đâu, chỉ cần em thấy thoải mái là hai không có mệt. Em cảm ơn hai, em dễ chịu lắm rồi. Thiệt không? Thảo à, từ nay tới ngày em sanh không còn lâu nữa. Em thèm món gì, biểu chị Tám mua về ăn nghe. Chứ sanh xong là phải kiêng cữ lắm đó. Em cảm ơn chị, em không có thèm gì hết đó. Em ở đây được anh chị lo, ăn mặc chu đáo, đầy đủ mọi bề. Em còn thèm gì nữa? Em nói vậy sao phải? Nhiều khi có món em thích ăn mà chị không biết. Dạ chào ông. Mình với em Thảo có thấy cái đồng hồ của tôi đâu không? Em không thấy. Mà mình để đâu? Ủa, sáng hôm qua em còn thấy mình đeo trên tay mà. Đúng là sáng hôm qua tôi còn đeo. Nhưng lúc ra rửa tay rửa mặt, chuẩn bị thay đồ ra thăm đồng, tôi tháo ra bỏ vào túi áo rồi quên luôn. Nãy giờ tôi biểu chị Tám kiếm giùm khắp cả nhà cũng không thấy. Thôi chết rồi, cái đồng hồ mạ vàng mắc tiền như vậy mà mất rồi hả ông? À, chiều hôm qua có mấy đứa cháu nhà chị Tám tới xây lúa. Cái điệu này là có đứa lấy rồi nè. Không có gì đáng ngờ thì không nên nghi ngờ người khác mà mang tội nghe chị. Dạ. Thôi, để em vô kêu chị Tám kiếm lại lần nữa coi sao. Em cũng vô. Tám nè. Hả? Bà biểu chị hái mớ bông bưởi bỏ vô nồi bồ kết cho bà nấu, rồi bà gọi đầu cho nó thơm. Tôi đi liền. Dạ. Vẫn chưa tìm được đồng hồ sao chị? Có khi anh Lâm làm rớt đâu ngoài đường cũng nên. Chứ nếu trong nhà thì không có mất đâu. Chị Tám là người thiệt thà. Ở đây từ hồi ba má anh Lâm còn sinh thời, dứt khoát là chị không có tham. Mấy đứa cháu chị tới đây làm hoài mà chưa khi nào trong nhà xảy ra mất mát hết. Cái đồng hồ mắc tiền đã đành rồi, lại còn là vật kỷ niệm nữa chứ. Thì cứ coi như là vật đi thay người, chứ biết sao em. Thôi, em đừng có bận tâm, không có tốt cho em bé trong bụng. À, chị quên nữa. Thảo nè, em cầm lấy. Em muốn ăn gì hay muốn mua gì thì biểu chị Tám hay là chị Trang mua giúp em nghe.
Dạ không cần đâu chị. Tiền anh chị cho em đâu có xài gì. Thì em cứ cầm rồi cất đi. Thôi, chị qua phòng bé Thủy nghe. Dạ em cảm ơn chị. Trời đất ơi, Thảo. Em muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì thì nói hai hay làm cho. Ngồi xuống đó đi. Bây giờ làm cái gì nè? Hai mở tủ lấy giùm em cái hộp ở trong nha. Ừ. Cái chìa khóa nào? Cái hộp nào vậy? Nhiều quá à, hai không biết cái hộp nào hết. Cái hộp gỗ đen đó hai. Ờ. Đây rồi. Của em nè. Em cảm ơn hai. Ừ. Em nhiều tiền giấy đến như vậy đó hả Thảo? Hồi nào giờ anh chị cho tiền em đâu có xài gì, cho nên còn nguyên hả? Ờ. Hai. Hai sao vậy? Thấy em sung sướng như vậy á, hai mừng lắm. Nhưng mà hai tuổi thân quá. Từ nào giờ hai chưa bao giờ cầm trong tay nhiều tiền tới như vậy á. Nói thiệt nghe, hai mà có số tiền nhiều như vậy á là hai sướng như tiên luôn. Hai cần mua thứ gì sao? Đâu có mua cái gì. Hai chỉ muốn được cầm tiền ở trong tay nhiều thiệt nhiều. Xong rồi mỗi tối trước khi đi ngủ, hai mở nó ra, hai nhìn nó. Trời ơi, hai ngủ ngon lắm luôn á. Nhưng mà hai hổng có được như vậy. Hai cầm lấy đi hai. Hả? Cái này... Em biếu hai. Hả? Hả? Thảo ơi, em cho hai hả? Ừ. Trời ơi, em cho hai nhiều tiền như vậy luôn. Hai cảm ơn em nha. Hai cảm ơn em nhiều lắm. Trời ơi, trời ơi, quá trời tiền luôn. Em có cái này cho anh nè, nhưng mà anh phải nhắm mắt lại đi. Trời ơi, nhắm mắt nữa, làm gì con nít vậy? Nhắm mắt lại đi. Nè. Gì vậy? Mở mắt ra đi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, ở đâu có nhiều tiền dữ vậy? Chưa hết, chưa hết. Trời ơi, còn tiền nữa hả? Không phải. Nè. Trời ơi. Cái đồng hồ. Ừ. Trời ơi, quý lắm à. Cái này là thiệt hay giả vậy? Thiệt. Giả em khoe với anh làm gì? Đeo vô. Đẹp không? Trời ơi, công nhận. Đẹp quá. Anh đeo đẹp thiệt đó nghe. Em nhìn coi đẹp không? Đã, trời ơi, đẹp quá à. Nó hợp với anh dễ sợ luôn á. Ừ. Đây, 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 em làm cho. Ê, em làm gì vậy? Sao tự nhiên tháo ra vậy? Bộ, em không tin anh hả? Khùng quá. Không tin anh thì em tin ai? Cả cái này nè, với lại hết số tiền này, em giao hết cho anh luôn. Nhưng mà tuyệt đối không được đeo cái đồng hồ này, nhất là khi anh về đây. Biết không? Trời ơi, anh đi về lén lúc ai thấy đâu mà lo. Anh thích đeo cái đồng hồ này quá. Anh thích thì về trên Sài Gòn mặc sức mà đeo, chứ ở đây đề phòng vẫn hơn. Ừ, em đúng là biết nhìn xa trông rộng. Thương ghê. Mấy cái thứ này có được cũng là nhờ anh chỉ dạy cho em đó.
thiệt luôn á. Hơi, ông trời ông bất công thiệt. Mình ngủ cái chỗ như cái ổ chó vậy đó, trong khi vợ chồng ông chủ Lâm nằm ở trên chiếc giường bự thiệt là bự, đẹp thiệt là đẹp luôn. Bộ cái giường ông đẹp lắm hả? Đẹp lắm, em thấy rồi, đẹp lắm. Em nói thiệt, em ước ao được một lần nằm ngủ trên chiếc giường đó, em chết em cũng chịu. Nè, em đáng chịu đựng đi, sau này có tiền anh sẽ sắm cho một cái giường nó rộng hơn vậy, nó còn êm hơn vậy nữa. Còn giờ lót rơm cho ngồi đỡ. Ủa, ông bà vẫn chưa chuẩn bị xong hả? À, ra rồi chị. Con gái xong chưa nè? Dạ. Em gần tới ngày rồi, thiệt bụng chị không muốn đi chút nào hết. Anh chị cứ yên tâm đi, đừng có lo gì cho em. Còn tới hơn nửa con trăng mà. Ừ. Nè nè, em không có được ý y như vậy. Đàn bà sanh đẻ khi trồi khi sụt, khó mà định đúng ngày lắm. Nhất là con so nữa. Chị để một mình anh Lâm đi thôi. Chị ở nhà với em nha. Con chịu đâu, con muốn đi ra ngoài. Thủy à, được rồi. Anh chị à, anh chị cứ yên tâm mà đi đi. Em thấy trong người khỏe lắm, chưa có dấu hiệu gì hết trơn á. Với lại có hai với chị Tám bên cạnh mà. Anh chị yên tâm đi đi. Đã có tôi lo cho em Thảo, ông bà cứ yên tâm. Đúng là có chị thì tôi yên tâm lắm. Em Thảo ở nhà, nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận nghe. Dạ thưa ông chủ bà chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Được rồi, tôi ra liền. Dạ. Vậy anh chị đi nghe. Dạ anh chị đi. Thôi, đi em vào nghỉ ngơi đi. Dạ. Dạ, bẩm ông, bẩm bà. Có chuyện gì vậy? Dạ, ông Nam Hùng bị trộm dừa, bị tụi con bắt được, cho nên chạy về trình báo cho ông rõ. Cái thằng không lo làm ăn gì hết. Tội cho cô Cúc, lấy phải thằng chồng không ra gì. Mình à, lần này mình đừng có dễ dãi với nó nữa, phải phạt cho nó sợ mới được. Nè, đem nó nhốt trong nhà kho cho tôi. Dạ. Nhốt cho nó sợ. Dạ. Tới chiều biểu chị Tám thả cho nó về. Dạ. Ừ. Đi con. Dạ.
Con ơi, có phải con muốn chào đời rồi không? Ráng chút nữa nha, ráng chút nữa đi con. Để con đi đâu, giờ này vẫn chưa về. Ráng xíu nữa nha con, ráng xíu nữa. Làm cái gì giờ này mới ra vậy? Em mắc coi chừng con Thảo. Ủa, vậy giờ em ra ngoài để với anh, rồi con Thảo ở nhà ai lo cho nó? Trời ơi, nói canh chừng là canh chừng vậy thôi, chứ thiệt ra nó khỏe như trâu, có gì mà lo. Với lại trong nhà có chị Tám nữa. Đi, đi vô ngủ. Khoan đã, nè. Hả? Em nói là em mơ được một lần ngủ trên cái giường của vợ chồng ông chủ Lâm đúng không? Nè. Hay là nhân dịp ông bà đi vắng á, em đưa anh về nhà đi. Đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải qua cảm giác ân ái trên chiếc giường đó. Không được. Họ mà phát giác ra là em với anh không còn mạng luôn. Dễ mà. Về nhà tìm cách đuổi con ở ra khỏi nhà. Rồi chờ tối đến, em lén đưa anh vô thẳng phòng của ông bà luôn. Rồi quý anh lén về, ai mà biết được. Em, nhà rộng mênh mông mà, chỉ còn mỗi cô Thảo thôi. Nó bầu bì thì đêm hôm chắc chắn là nó ở trong phòng. Mà nói cho cùng, nếu như nó có phát hiện được, không lẽ nó đi tố giác em, nó đẩy em vô chỗ chết hay sao mà em lo? Hả? Anh nói đúng không? Hai. Hử? Em tự làm được rồi, hai để đó đi. Hai biết, nhưng mà ông dặn hai á là ở nhà phải chăm sóc cho em cẩn thận. Hai đâu có dám trái lời đâu. Tại ảnh lo cho nên mới dặn vậy. Chứ em khỏe lắm, hai biết mà. À, Thảo. Ừ? Sao không sẵn dịp này em cho chị Tám về nhà của chị chơi, sẵn chị thăm nhà luôn. Có hai ở bên cạnh em rồi mà, em lo cái gì? Ờ ha, tại sao em không nghĩ tới việc này ta? Dạ, mời bà uống sữa. Dạ, cảm ơn chị. Chị Tám. Dạ. Lâu rồi chị chưa được về nhà đúng không? Dạ. Hay là tối nay chị về bên nhà ngủ với con cháu một đêm cho vui nha. Dạ, cảm ơn bà. Nhưng để khi khác cũng được. Bữa nay á, ông chủ với bà lớn không có nhà, tôi phải ở đây hầu hạ bà chứ. Bây giờ tôi uống ly sữa này rồi ngủ một giấc tới sáng, chị yên tâm. Chị Tám, còn có tôi nữa làm chi. Chị sao khéo lo quá à. Nè, bà đã cho phép chị rồi thì chị đi về đi nha. Dạ, nhưng hay là lời nói của bà không có giá trị bằng bà lớn. Dạ không. Dạ không. Không á thì mau mau đi về đi, trời tối rồi. Dạ, vậy tôi cảm ơn bà. Tôi cảm ơn cô Trang. Vậy tôi về bển, sáng sớm tôi qua liền. Thông thả rồi về cũng được chị. Tới xế mọi người mới về tới mà. Chị không cần gấp đâu. Dạ, tôi cảm ơn bà. Vậy tôi đi nha. Tôi đi.
mình phải đi thôi. Không chờ tía con được nữa rồi. Đi thôi con. Má con mình đi thôi. Để ngủ mà. Là cơ hội ngàn năm có một, mình không nên bỏ qua, hiểu không? Chỉ cần mở được cái két sắt này, em khỏi phải chịu nhục nhã ở đây hầu hạ cô Thảo. Thôi đi, họ mà bắt được cái là chết đó. Đi ngủ ngủ thôi. Em cái gì đây nữa? Chỉ cần lấy được tiền, anh lập tức đưa em lên Sài Gòn. Đủ ai mà kiếm được mình với đâu sợ. Liệu có chắc không? Anh tên gì? Được. Được thì phải làm được chứ. Đổi đây. Hùng má, đổi đây nè. Mở két sắt đâu có dễ đâu.
Không lẽ là ai? Ai đó? Thảo, em chưa ngủ hả? Hai, em khỏe không? Lâu quá không gặp. Anh làm gì ở đây? Hả? Anh tại sao hai người? Thảo à, thật ra thì anh chị lại em chị với anh được chị là tò mò. Đúng rồi tò mò thôi. Chứ không có gì hết đó. Chị lại em á, em bỏ qua cho chị đi, đừng em đừng có nói lại với ông bà chủ nha em nha. Chị năn nỉ em đó, chị hứa lần này thôi, không bao giờ có lần sau đâu. Thảo à, anh im đi.